và các bạn. Bây giờ là 7 giờ 30 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 và tôi đang có mặt bên dòng sông Kiến Giang thơ mộng, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và như quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ thì có rất là đông người dân của huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh cùng đông đảo du khách trong cả nước đã có mặt từ rất sớm dọc hai bên bờ sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ để cùng chờ đón giây phút khai hội của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ năm 2018 để chào mừng Tết Độc Lập kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, dù ai đi Tây về Đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà xem hồi quê ta dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Lễ hội bơi đua thuyền trên sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ từ lâu đã trở thành một ngày hội lớn của người dân huyện Lúa, Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Và toàn bộ chương trình này sẽ được nối cầu truyền hình trực tiếp trên kênh QBTV, Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Bình. Và hòa sóng với các đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Chương trình hôm nay do Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh, Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Bình và VNPT phối hợp thực hiện. Xin được trân trọng cảm ơn Bia Huda là nhà tài trợ chính của chương trình. Cảm ơn các đơn vị đồng tài trợ, đó là Công ty Cổ phần Vận tải Hưng Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Tấn Phát Sport, Công ty Cổ phần Nước Hoàng Bang. Kính thưa quý vị và các bạn, dù mấy thế kỷ đã đi qua, song tên tuổi và sự nghiệp của Thượng Đẳng Thần Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công đi mở cõi đất phương Nam, vẫn còn mãi khắc ghi vào trang sử vàng của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Quảng Bình nói riêng. Và trước khi đến với những diễn biến rất là gai cấn của lễ hội bơi đua thuyền mừng Tết Độc Lập, thì mời quý vị cùng tìm hiểu về sự nghiệp của Thượng Đẳng Thần Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh qua phóng sự sau đây. Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại Chương Tĩnh, huyện Khang Lộc, nay thuộc xã Vạn Minh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông là một vị quan có công rất lớn dưới thời chủ Nguyễn trong việc đánh giặc mở cõi, thiết lập cơ chế hành chính quản lý vùng đất phương Nam những năm cuối thế kỷ 17. Nguyễn Hữu Cảnh được phong tước Lễ Thành Hầu Khai Quốc Công Thần, liệt vào hàng Thượng Đẳng Công Thần và được thờ ở Thái Miếu. Ông mất ngày 9 tháng 5 Canh Thìn 1770, an táng tại Cù Lao Phố, cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hầu xuề đưa về an táng tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sau khi ông mất, nhân dân miền Nam nói chung, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đã lập miếu thờ ông ở nhiều nơi. Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vừa được nhà nước đầu tư trùng tu nâng cấp, mở rộng chừng 5 hecta trên một ngọn đồi cao, cây cối thoáng mát thuộc vùng núi An Mã ở địa phận xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy. Cuộc đời Nguyễn Hữu Cảnh là cuộc đời của một vị võ tướng có tài, đúng là cuộc đời của một nhà tổ chức tầm cỡ đã hướng dẫn chúng dân khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi về phương Nam cho Tổ quốc. Mấy thế kỷ đi qua, dẫu thế sự thịnh suy thăng trầm, song trong ký ức bất diệt của nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng, tên tuổi và sự nghiệp của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vẫn luôn luôn tỏa sáng. Ngày nay, núi Thần Đinh và Long Đài, đền thờ, khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng với nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chùa Hoàng Phúc ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy tạo nên một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, trở thành những địa chỉ đỏ trong tuyến du lịch tâm linh cho du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương ở phía Nam tỉnh Quảng Bình. Mọi người ở đây thật thà, người lạ đều như người nhà, có một tình yêu mặn mà, chân thành cùng với Huda, cứ cháy mãi trong lòng những con người miền Trung, giữ cảm xúc tự hào đó cho muôn đời sau. Niềm tin thủy chung còn mãi, chân thành sau chưa vẹn toàn, đồng tình miền Huda bạc mới, tự hào chất lượng tuyệt hảo, Huda đầm tình miền Trung.
xã, là xã mà Long An và thượng đỉnh là đòn đài phong. Thuyền đua nữ của huyện Lệ Thủy vừa qua cầu Phong Giang, dẫn đầu là đội Lộc Thường và tiếp đó là đội An Xá. Sau khi qua cầu Phong Giang, đội thuyền đua nữ của huyện Lệ Thủy đã bắt đầu có sự tách tốp. Dẫn đầu hiện nay vẫn là đội Lộc Thượng và thứ hai là đội An Xá. Hình ảnh mà quý vị đang xem là trung tâm huyện Lệ Thủy với con sông Kiến Giang thơ mộng, đẹp như một dải lụa xanh, uốn lượn mềm mại giữa cả một vùng đất phì nhiêu rộng lớn, đi qua những làng quê trụ phú có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí tranh tài của các thuyền đua nữ trên sông Kiến Giang rộn ràng gay cấn bao nhiêu thì tại bến phà Quán Hầu bờ bắc sông Nhật Lệ nơi tôi đang đứng đây cũng náo nức và hồi hộp không kém. Bởi vì chỉ trong giây lát nữa thôi thì 6 đội thuyền đua nam hạng B của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh năm 2018 sẽ bắt đầu chặng đua của mình. Đây là những đội thuyền đua đã xuất sắc vượt qua vòng loại được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 vừa qua để bước vào tranh tài tại vòng chung kết ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hòa mình vào không khí sôi nổi ở hai bên bờ sông Nhật Lệ để cùng cổ vũ cho các đội thuyền đua hoàn thành tốt nhất chặng đua của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn hình là các đội nam B của Quảng Ninh
đang ở vạch xuất phát. Các đội 5B Quảng Ninh gồm Gia Ninh, Duy Ninh. Hiệu lệnh đã vang lên. Như vậy là 6 đội thuyền đua nam hạng B của lễ hội truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh năm 2018 đã chính thức xuất phát. Đó là các đội thuyền đua Gia Ninh, Duy Ninh, Lương Ninh, Hải Ninh, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hầu. Tham gia lễ năm nay, huyện Quảng Ninh có 7 đội thuyền đua nữ, 12 đội thuyền đua nam với trên 450 vận động viên. Các đội thuyền đua nữ thi đấu ở cự ly 7m, thuyền đua nam tranh tài ở cự ly 15m. Khác với huyện Lệ Thủy, do lòng sông Nhật Lệ rộng, nước mặn lại chảy xiết, đôi khi còn có sóng to gió lớn, nên các đội thuyền đua nam Quảng Ninh sẽ thi đấu với cự ly đường đua là 15 km, trong khi ở Lệ Thủy là 24 km. Xuất phát từ bến phà Quán Hầu, xuôi dòng Nhật Lệ về Hạ Tiêu khoảng 3,5 km ở địa phận thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, giáp danh với thành phố Đồng Hới. Bởi vậy, các thuyền đua nam phải thực hiện 2 vòng 4 tao mới hoàn thành tổng chiều dài đường đua là 15 km. Sáu đội thuyền đua nam hạng B của Quảng Ninh là Gia Ninh, Duy Ninh, Lương Ninh, Hải Ninh, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hầu. Trên màn hình của quý vị và các bạn đang theo dõi, hiện tại đội Quán Hầu đang bước lên ở vị trí thứ nhất, tiếp đó là đội Duy Ninh đang ở vị trí thứ hai. Là 6 đội nam Quảng Ninh. Khác với sông Kiến Giang là nhỏ hẹp, quanh co, sông Nhật Lệ đoạn từ Quán Hầu xuôi về phía đông để đổ ra cửa Nhật Lệ khá rộng. Dân cư quần tụ dọc trên tuyến quốc lộ 1A qua các làng Lệ Bình, Văn La, Lương Yến. Vâng, lúc này chúng tôi thấy trên màn ảnh của đội đua Quảng Ninh thì đã chia thành hai tốp. Tốp đầu là đang Gia Ninh và Duy Ninh và thị trấn Quán Hầu đang tạo bước lên. Và tốp thứ hai là Lương Ninh, Hải Ninh và Vĩnh Ninh.
Vâng, lúc này chúng tôi thấy trên sông Kiến Giang là các đội thuyền đua nữ đang cố gắng bứt phá. Đội thuyền đua nữ của Lệ Thủy, chúng tôi thấy đội Tuy Lộc đang tạm bứt lên dẫn đầu. Đội thuyền đua nữ của huyện Lệ Thủy hiện nay đang dẫn đầu là đội An Phá, tiếp đó là đội Lộc Thượng và về thứ ba đang là đội Tùy Lộc. Lúc này các đội thuyền đua nữ đang cố gắng bứt phá để hướng về phía thủ tiêu ở địa phận xã Mỹ Thủy. Thuyền đua nữ huyện Lệ Thủy đang chở tiêu. Chúng ta đang chứng kiến chở tiêu của thuyền đua nữ trên sông Kiến Giang. Vâng, các vận động viên, các đội thuyền đua nữ trên sông Kiến Giang biểu diễn những động tác chở tiêu khá thành thục, nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Trong những tình huống gay cấn thể hiện sự cạnh tranh đua quyết liệt như là cặp về chở tiêu hay là bứt phá để tách tốp về đích, thì tinh thần thể thao, tính thượng võ thể hiện rất rõ nét trong cách ứng xử của các vận động viên. Họ bứt phá vươn lên nhưng không làm ảnh hưởng đến nỗ lực của các đội bạn. Rất ít khi xảy ra các xung đột tranh chấp. Đó chính là tinh thần thể thao, tính thượng võ đầy chất nhân văn của cư dân vùng sông nước. Thêm một lần nữa, quý vị được chứng kiến màn chở tiêu đầy ngoạn mục của các đội thuyền đua nữ huyện Lệ Thủy. Chúng tôi xin thông tin đến cho quý vị và các bạn, các đội thuyền đua nữ của Lệ Thủy gồm Thượng Phong, Đại Phong, Phú Thọ, Thạch Bàn, An Xá, Tuy Lộc, Lộc Hạ, Lộc Thượng và Lộc An. Và các đội thuyền đua nữ đã hoàn thành các động tác chở tiêu. Nằm mập mình bên dòng sông Kiến Giang thơ mộng, mảnh đất Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy mang trong mình tinh hoa cốt cách của một miền quê sông nước. Nơi đây không chỉ sản sinh ra nhiều tiến sĩ, cử nhân khoa bảng vang bóng một thời, mà còn là địa phương có truyền thống đua bơi xếp nhất nhì ở vùng Kim Trũng xứ Lệ này. Đến hèn là lên, mừng Tết độc lập mùng 2 tháng 9, các trai bơi gái đua trong làng tạm gác lại những bận bịu của nhà nông để cùng nhau tề tựu dưới bến sông làng Hà Thủy thuyền đò tập luyện. Dân làng cũng có mặt đầy đủ ở bến sông, cổ vũ đò bơi trong niềm vui hân hoan với niềm tin chiến thắng trong mùa giải mới. Ngược dòng thời gian, sau ngày đất nước thống nhất, khi đó Lệ Thủy và Quảng Ninh còn chung huyện Lệ Ninh,
đò bơi của làng Mỹ Lộc Thượng luôn giành tử hàng cao trong các kỳ lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Trong 5 năm liền từ 1986 đến 1990, đò bơi Mỹ Lộc Thượng liên tục về nhất nên đã giành cúp luân lưu vĩnh viễn. Dân làng xem đây là bảo vật của làng, gìn giữ rất cẩn thận. Sau những năm 90, Lệ Ninh chia tách thành hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Mỹ Lộc Thượng tiếp tục giữ vững truyền thống, có năm giành thêm chức vô địch. Chưa làng quê nào ở Lệ Thủy, Quảng Ninh đoạt cúp vô địch vĩnh viễn như đội thuyền của Mỹ Lộc Thượng. Ảnh hào quang dường như đã lùi vào quá vãng. Từ năm 1993 đến nay, đò bơi làng Mỹ Lộc Thượng chưa một lần giật giải quán quân. Vì thế, mùa lễ hội bơi đua thuyền truyền thống năm nay, trai bơi gái đua hừng hực khí thế, quyết tâm giành chiến thắng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là lúc này trong khi các đội thuyền đua của Lệ Thủy thi đấu trên sông Kiến Giang đã hoàn thành việc chở tiêu, thì trên sông Nhật Lệ, các vận động viên của thuyền đua nam hạng B cũng đang bắt đầu chở hạ tiêu của vòng thi thứ nhất. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội đua thị trấn Quán Hào. Đội đua thị trấn Quán Hào đã bắt đầu chở tiêu. Vâng, đội của thị trấn Quán Hào đã hoàn thành chở tiêu. Bám ngay sau thị trấn Quán Hào là đội Duy Ninh. Tiếp đó là đội Gia Ninh, đội Hải Ninh và đội Vĩnh Ninh đã bắt đầu chở tiêu. Low battery warning. Các đội thuyền đua của Nam B Quảng Ninh đã chở tiêu an toàn. Lúc này chúng tôi thấy vẫn là thị trấn Quán Hào đang dẫn đầu. Tiếp ngay sau thị trấn Quán Hào, chúng tôi thấy đội Hải Ninh cũng đang bám rất là sát. Vâng, ngay đằng sau đội thị trấn Quán Hào là đội Hải Ninh và đội Duy Ninh. Sau khi chở tiêu, đội thị trấn Quán Hào đang tạm dẫn đầu. Và khoảng cách giữa các đội bây giờ là một khoảng cách rất hạn hẹp. Đây là hình ảnh khán giả đang cổ vũ cho các đội đua. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Nam B của Quảng Ninh. Lúc này thì chúng tôi thấy vẫn là đội thị trấn Quán Hào đang tạm dẫn đầu. Nằm phía thượng nguồn dòng sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh là núi Thần Đinh và bến phà Long Đại, nơi lưu giữ nhiều huyền sử và lịch sử, là địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn đối với du khách khi đến với Quảng Bình. Trong tâm niệm của mỗi người dân Quảng Bình thì Thần Đinh là ngọn núi thiêng với những truyền thuyết về Đức Phật diễn tiên. Trên đỉnh núi Thần Đinh có một thung lũng, đó là nơi tọa lạc của Kim Phong Cổ Tự, ngôi chùa được xây dựng từ đầu thế kỷ 17. Trải qua những biến cố thăng trầm của thời gian, chùa xưa nay chỉ còn lại những bức tường đá rêu phong. Đến Thần Đinh, chúng ta được đắm mình giữa một khu rừng tĩnh mịch, được khám phá diễn tiên
với những câu chuyện kể mang yếu tố tâm linh về công dụng của nước giếng. Từ trên đỉnh núi, phóng tầm mắt sẽ nhìn thấy một vùng đất Quảng Ninh xinh đẹp. Dòng Long Đài uốn mình dưới chân núi, trải qua những bản làng trù phú, tạo nên một bức tranh thủy mặc đầy sức sống. Cách Thần Đinh không xa là đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến phà Long Đài. Trong kháng chiến chống Mỹ, bến phà là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân và pháo hạm Mỹ. Nơi đây có những người con thân yêu của Tổ quốc đã nằm lại hòa với đất đai, cây cỏ, sông nước quê hương. Họ là những chàng trai cô gái tuổi 18 đôi mươi, theo lý tưởng cách mạng đã hy sinh thân mình cho đất nước sắc thắm những mùa xuân. Bên bến phà xưa, trên lưng chừng ngọn đồi, một khu di tích lịch sử với nhiều hạng mục đã được xây dựng để tri ân những liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này và trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Đây là nơi để mỗi người dân trên mọi miền đất nước khi đến với Quảng Bình có dịp thăm viếng, thắp một nén hương để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ. Thưa quý vị và các bạn, lúc này là đội thuyền đua của nữ Lệ Thủy đang đi đầu, dẫn đầu là An Xá. Tiếp đó là đội Lộc Thượng và tiếp sau Lộc Thượng là đội Tuy Lộc. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội thuyền đua nữ và đây là đội An Xá đang tạm bước lên dẫn đầu. Chúng ta thấy là khoảng cách giữa các thuyền đua đò bơi của các vận động viên và khán giả và người cổ vũ hai bên bờ sông như hòa chung là một. Bởi Kiến Giang có nhiều khúc sông rất là hẹp nên ta có cảm giác như là vận động viên và cổ động viên đều hòa chung vào nhau, tương tác và hỗ trợ nhau để tạo nên nguồn nội lực để vượt lên và giành chiến thắng. Các đội thuyền đua nữ của Lệ Thủy đang chuẩn bị đến cầu Kiến Giang. Như vậy, đội hình của các thuyền đua nữ cũng đã hoàn thành được 1/3 quãng đường đua. Theo báo cáo từ ban tổ chức tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay, độ tuổi bình quân của các vận động viên đò đua nữ của huyện Lệ Thủy là 38 tuổi. Trong đó có vận động viên Nguyễn Thị Nga của đội An Xá, sinh năm 1998, năm nay chị vừa tròn 20 tuổi. Và vận động viên Nguyễn Thị Hợp là vận động viên lớn tuổi nhất, sinh năm 1963, năm nay chỉ 55 tuổi, của đội Đại Phong. Các bạn đang thấy là trên màn hình là đội thị trấn Quán Hào đang bứt lên dẫn đầu. Tiếp theo đội thị trấn Quán Hào dẫn đầu, thứ hai là đội Vĩnh Ninh. Chúng ta thấy là khoảng cách giữa đội thị trấn Quán Hào và đội Vĩnh Ninh là một khoảng cách rất mong manh. Đội 5B Quảng Ninh lúc này vẫn là thị trấn Quán Hào. Tiếp sau Quán Hào là của Vĩnh Ninh.
sau của đội Vĩnh Ninh, chúng tôi thấy đội Duy Ninh cũng đang cố gắng bứt phá lên. Đội thị trấn Quán Hầu trong trang phục áo đỏ sẫm đang vượt lên như một mũi tên ở vị trí thứ nhất. Tiếp đó trong trang phục màu xanh lá cây, đội Vĩnh Ninh tiến lên và đang dẫn top thứ hai ở trong top đầu. Sau Vĩnh Ninh là đội Duy Ninh. Nhìn từ trên cao, chúng ta có cảm giác các thuyền đua như những mũi tên đang lao trên đường đua xanh. Không chỉ hăng say miệt mài một nắng hai sương trên đồng ruộng, các nữ vận động viên thuyền đua còn là những người mẹ, người chị, người em gái đảm đang trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Qua cầu Phong Giang. Vâng, đội hình thuyền đua nữ đã vượt qua cầu Phong Xuân trên đường về phía Hà Tiêu. Lúc này đò An Xá của đội thuyền đua nữ vẫn đang tạm dẫn đầu. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là 12 đội đò bơi nam hạng B của Lệ Thủy đang vào vị trí xuất phát. Tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn 12 đội nam hạng B gồm có Tiền Thiệp, Xuân Giang, Sơn Thủy, Mai Hạ, Than Xá, Quy Hậu, Xuân Hồi, Thượng Giang, Lộc Hạ, Hoàng Giang, Thượng Phong, Xuân Lai. Các đội đang ở vị trí xuất phát. Đây là 12 đội đò bơi xếp từ vị trí thứ 7 đến thứ 12 của bảng 1 và bảng 2. Cả hai bảng đò bơi nam đã qua vòng loại trong ngày 30 tháng 8 vừa qua. Trong khi đội thuyền đua nữ của Lệ Thủy vượt cầu Phong Xuân trên đường về phía Hà Tiêu, thì lúc này 12 đội nam B đang ở vị trí chuẩn bị xuất phát. Hình ảnh các đò đua trên dòng Kiến Giang đẹp như một bức tranh đa sắc màu. Số 5, số 0, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12, số 13, số 14, số 15, số 16, số 17, số 18, số 19, số 20, số 21, số 22, số 23, số 24, số 25, số 26, số 27, số 28, số 29, số 30, số 31, số 32, số 33, số 34, số 35, số 36, số 37, số 38, số 39, số 40, số 41, số 42, số 43, số 44, số 45, số 46, số 47, số 48, số 49, số 50, số 51, số 52, số 53, số 54, số 55, số 56, số 57, số 58, số 59, số 60, số 61, số 62, số 63, số 64, số 65, số 66, số 67, số 68, số 69, số 70, số 71, số 72, số 73, số 74, số 75, số 76, số 77, số 78, số 79, số 80, số 81, số 82, số 83, số 84, số 85, số 86, số 87, số 88, số
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Vâng, hồi hộp chờ đợi. Các đội thuyền 5B của Lệ Thủy đang chuẩn bị xuất phát. Đội hình đò bơi nam hạng B gồm có các đội Tiền Thiệp, Xuân Giang, Xuân Thủy, Mai Hà, Văn Xá, Huy Hầu, Xuân Hồi, Thượng Giang, Độc Hà, Hoàng Giang, Thượng Phong và Xuân Lai. Này, chúng tôi thấy trên màn ảnh thị và các bạn thì các đội 5B đã qua khỏi cổng lịch sử. Thuyền cuối cùng đã vào vị trí xuất phát. Trong khi đội 5B của Lệ Thủy chuẩn bị xuất phát thì 5B của Quảng Ninh cũng đã chờ tiêu. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, đặc biệt là ngày 18 tháng 8 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao đã tổ chức chương trình nghệ thuật hát câu hò khoan nhớ về Đại tướng nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 5 năm ngày mất của Người. Chương trình đó là sự tri ân, ngưỡng mộ, tôn kính của các tầng lớp nhân dân Quảng Bình đối với Đại tướng, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình hai giỏi, đồng thời góp phần vinh danh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của hò khoan Lệ Thủy, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đội 5B của Lệ Thủy chuẩn bị xuất phát thì 5B của Quảng Ninh đã hoàn thành việc chờ tiêu. Thank you.
Nam Định và Hồn Sư Lộc. Đang dẫn đầu vẫn là thành phố An Xã, thứ hai là Tư Lộc, thứ ba là Lộc Vượng và thứ tư là Phú Thọ. Pháo lệnh đã xuất phát. Bây giờ, sau tiếng pháo lệnh, các đò đua bơi Nam Hạng B của Lệ Thủy đã chính thức vào cuộc tranh tài. Việc mạnh danh là phái mạnh, khác với các quyền đua nữ. Mỗi đò bơi nam có 33 vận động viên. Các vận động viên đò bơi nam phải thi đấu trên chặng đường đua dài 24 km, xuất phát từ ngã ba Mũi Thiết. Đội hình đò bơi nam hành trình ngược lên phía Thượng Tiêu ở ngã ba Cột Soi của Mỹ Thủy, thì chở Hạ Thiêu ở chợ Thùi An Thủy và về đích ở cầu Phong Giang của trung tâm thị trấn Kiến Giang. Vâng, các đội đã bắt đầu vượt qua cầu Phong Giang. Các đội đang tiến sát nhau và chưa có sự phân tốp. Đội hình và khoảng cách giữa các đội hiện nay đang rất là sát nhau và chúng tôi thấy là chưa có sự phân tốp đặc biệt. Tham gia giải đua năm nay, các vận động viên nam của huyện Lệ Thủy có tuổi đời bình quân là 35 tuổi. Họ là những trụ cột của gia đình, là hạt nhân điển hình trong các phong trào thi đua nông dân sản xuất giỏi, chủ nhân của các trang trại, các mô hình kinh tế như là lúa cá, chăn nuôi tổng hợp, vườn đồi vườn rừng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trên mảnh đất được mệnh danh nhất Đồng Nai nhì hai huyện, người dân vùng Kim Trũng Quảng Ninh Lệ Thủy không chỉ hay làm mang lại những hạt ngọc cho đời, mà chính từ trong quá trình lao động sản xuất ấy đã hình thành một lễ hội sông nước mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền đã tồn tại hàng trăm năm nay, đó là lễ hội bơi đua thuyền. Trước ngày diễn ra lễ hội, các làng các xã thi nhau chuẩn bị thuyền tốt, trai bơi giỏi, gái đua giỏi. Đóng thuyền phải tìm gỗ tốt, mời thợ giỏi sao cho thuyền thon nhẹ và lướt nhanh. Ông Trương Văn Thể, một người có kinh nghiệm đóng thuyền lâu năm ở huyện Lệ Thủy cho biết, để có thuyền bơi tốt, người ta thường chọn gỗ huỳnh để đóng thuyền. Thuyền bơi dài không quá 20m, rộng 1,2m và sâu gần nửa mét. Ván đóng thuyền phải phẳng lì, không chấp nối, độ dài từ 3cm trở lên. Khi đóng thuyền đua, người thợ cả phải có kỹ thuật lấy mực chuẩn xác, tỉ mỉ, khoa học. Kỹ thuật đóng thuyền này được áp dụng chung cho cả huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh. Dù vậy, trên thực tế, thuyền đua Lệ Thủy đáy thường sâu hơn thuyền đua huyện Quảng Ninh là do độ mặn ngọt của hai dòng sông Nhật Lệ và Kiến Giang. Môn chơi này là có thôn thì truyền thống người ta bơi mãi bơi như thế này, thôn thì truyền thống mãi bơi như là như thế kia. Thành thử trước khi người thợ muốn có một chiếc thuyền phù hợp với đơn vị đó cần phải nghiên cứu kỹ. Thuyền bơi đua đưa ra thi đấu được xem như là bảo bối của dân làng, được gìn giữ từ năm này qua năm khác.
Trước mỗi hội thi, người ta sửa sang lại thuyền bơi theo những kinh nghiệm mèo mực riêng của mỗi làng, đồng thời làm lễ hạ thủy cùng bài thần sông thần nước thành hoàng làng một cách trang trọng linh thiêng, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi, mọi việc tốt lành. Trên sông Nhật Lệ thì đội thị trấn Quán Hào vẫn đang tạm dẫn đầu. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi, hiện dẫn đầu vẫn là đội của trung tâm thị trấn Quán Hào. Tiếp đó là đội Vĩnh Ninh, đội Lương Ninh, đội Gia Ninh, đội Hiền Ninh và đội Duy Ninh. Nhắc đến địa danh Quán Hào, hẳn là nhiều thế hệ người dân đất Việt của chúng ta không thể không quên địa danh này. Trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, cùng với phà danh Cầu Long Đại, phà Quán Hào là huyết mạch giao thông nối miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Nơi đây là tọa độ lửa, là túi bom đạn do không quân Mỹ ném xuống. Bến phà còn là điểm vượt sông trọng yếu ác liệt của tuyến đường Hồ Chí Minh. Hàng chục ngàn tấn bom đạn thủy lôi của giặc Mỹ đã ném xuống nơi đây. Đây là hình ảnh tại cột nổi trung tâm thị trấn Quán Hào. Hàng ngàn người dân đang theo dõi và cổ vũ cho các đội. Mọi người ở đây thật thà, người lạ đều như người nhà, có một tình yêu mặn mà, chân thành cùng với Huda. Cứ cháy mãi trong lòng những con người miền Trung, giữ cảm xúc tự hào đó cho muôn đời sau. Niềm tin thủy chung còn mãi, chân thành sau chưa bén toàn, cảm tình miền Huda bạc mới, tự hào chất lượng tuyệt hảo, Huda đầm tình miền Trung. Công ty cổ phần vận tải du lịch Hương Long chuyên cho thuê xe giường nằm cao cấp Hà Nội Quảng Bình và ngược lại, tham quan du lịch lễ hội cưới hỏi, nhân vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế. Với mục tiêu khách hàng là tất cả, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng để phát triển dịch vụ ngày càng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn. Đó chính là tiêu chí để Hương Long trở thành thương hiệu vận tải hành khách hàng đầu, là bàn đường tin cẩn của du khách. Hương Long, chất lượng là danh dự. Lúc này tại sông Nhật Lệ thì chúng tôi thấy đội của thị trấn Quán Hào vẫn đang bước lên phía trước và tiếp sau vẫn là đội Lương Ninh, sau đó là Gia Ninh, Hải Ninh. Quỳ hầu vỗ rồi, quỳ hầu vỗ rồi.
top 3 của đội thuyền B Nam. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là màn trở tiêu của đội thị trấn Quán Hào. Vâng, trận đua thị trấn Quán Hào trở tiêu đã hoàn thành việc trở tiêu rất là ngoạn mục. Lúc này đội thuyền B Nam của Lệ Thủy đang bứt phá. Đội hình nam của Lệ Thủy, khoảng cách giữa các đội bây giờ là một khoảng cách rất là áp sát nhau. Riêng đội Xuân Lai có nhích lên trước, còn các đội vẫn đang tiến sát nhau, khoảng cách rất là mong manh, chưa phân đỉnh. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội hình hạng Nam B của Lệ Thủy. Khoảng cách giữa các đội bây giờ đất đang rất là sát nhau. Lúc này các đội của Nam B Lệ Thủy đã chuẩn bị đến mạch cổ cò. Khoảng cách của các đội bây giờ đang là sát nhau, khoảng cách rất sát. Có thể đây là đấu pháp của các đội. Các đội đang giữ gìn sức khỏe để có những cú bứt phá ngoạn mục về sau. Chúng ta thấy cảnh cổ vũ, hò reo và khoát nước của các cổ động viên. Sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của khán giả đã tạo nên sự động lực bứt phá để các vận động viên của các đội vươn lên. Các cổ động viên đang hò reo và khoát nước rất là mạnh. Các đội vừa đi qua ngoảnh cổ cò. Quý vị và các bạn đang theo dõi cầu truyền hình trực tiếp bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin trân trọng cảm ơn Bia Huda là nhà tài trợ chính cho chương trình. Cảm ơn Công ty Cổ phần Vận tải Hưng Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Tuấn Phát Sport, Công ty Cổ phần Nước khoáng Bang là nhà tài trợ của chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các đài phát thanh truyền hình trong toàn quốc đã hòa sóng chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong khi đội Nam B của Lệ Thủy đã qua ngoặt cổ cò thì đội nữ của huyện Quảng Ninh chuẩn bị xuất phát. Vâng, đội nữ của Quảng Ninh đã xuất phát.
thuyền đua nữ của huyện Quảng Ninh đã xuất phát, gồm các đội Gia Ninh, Duy Ninh, Lương Ninh, Hiền Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh, thị trấn Quán Hào. Tôi xin nhắc lại các thuyền đua nữ của Quảng Ninh gồm có Duy Ninh, Lương Ninh, Hiền Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh, thị trấn Quán Hào và Gia Ninh. Đội hình nữ Quảng Ninh vừa đi qua cầu Quán Hào cũ. Tiếp đó là đội Mai Hà và thứ ba là đội Xuân Hồi. Khán giả chúng ta có sự chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả dành cho các cổ bơi. Hình ảnh hò reo khoát nước như là một nguồn cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh, nguồn nội lực để các đội vươn lên. Thuyền đua của đội Mai Hà đã có một sự cố. Vâng, đã có sự cố đối với thuyền đua của Mai Hà. Đội Nam B của Mai Hà đang thủ tiêu rất là quyết liệt và đội Mai Hà đã bị sự cố. Lúc này là chỉ còn lại 11 thuyền đua của Nam B Lệ Thủy. Thuyền đua của đội Mai Hà đã bị sự cố. Vâng, lúc này là đội thuyền đua nữ của Lệ Thủy đã chở hạt tiêu.
đội Thủy Lộc, đội Thủy Lộc vừa hoàn thành việc chở hạ tiêu rất an toàn và cũng rất là ngoạn mục. Và đây là đội Lộc Thượng. Đây là đội Lộc Thượng đang chở tiêu vâng. Trong trang phục áo đỏ, đội Lộc Thượng đang hoàn thành việc chở hạ tiêu. Đội đua nữ Đại Phong, vâng, đội đua nữ Đại Phong đang hoàn thành việc chở tiêu. Trong khi các cô gái của Lệ Thủy hoàn thành việc chở hạ tiêu thì các đội nam của Quảng Ninh đang chuẩn bị về đích. Lúc này chúng tôi thấy thì đội Quán Hầu vẫn đang bứt lên phía trước và tiếp sau là đội Vĩnh Ninh. Đội nam B của Quảng Ninh chuẩn bị về đích. Trên màn ảnh của các bạn là đội Lương Ninh. Trong lúc nam B của Quảng Ninh chuẩn bị về đích thì nam A của Lệ Thủy chuẩn bị vào vạch xuất phát. Lúc này chúng tôi thấy trên vòng Kiến Giang và Lệ Thủy rất nóng. Vâng, và nam A của Lệ Thủy đã xuất phát. Vâng, nam A của Lệ Thủy đã xuất phát. Đò bơi nam hạng A đã xuất phát. Đội hình đò bơi nam hạng A đã xuất phát. Đây là đội hình những trai bơi ưu tú nhất của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy năm 2018. 12 đội đò bơi nam hạng A vào vòng chung kết hôm nay là những đội giàu truyền thống đã xuất sắc vượt qua vòng loại được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Mùa giải năm nay, Lệ Thủy có 24 đội tham gia nên ban tổ chức đã chia thành hai bảng đấu, mỗi bảng gồm có 12 đội. Chúng tôi xin giới thiệu nam A của Lệ Thủy gồm có Mỹ Thủy, Lệ Bình, Đại Phong, Phú Thọ, Huy Lộc, Lộc An, Phú Thủy, Lộc Phượng, An Xá, Thạch Bàn, Xuân Bồ và Đông Thành.
đội hình Nam A đã vượt qua cầu Phong Giang. Đội hình Nam B của huyện Quảng Ninh đang bứt phá để về đích. Lúc này chúng tôi thấy là đội Quán Hầu và đội Vĩnh Ninh đang rất là bám sát nhau. Vâng, đội thị trấn Quán Hầu và đội Vĩnh Ninh đang bám sát nhau để chuẩn bị phân thứ hạng. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là khoảng cách khoảng chừng 5 mét. Hiện tại đội thị trấn Quán Hầu đang dẫn đầu tiên. Tiếp đó là đội Vĩnh Ninh và áp sát Vĩnh Ninh là đội Lương Ninh. Vâng, đội thị trấn Quân Hào đã về đích. Thứ hai là Vĩnh Ninh. Thuyền đua của thị trấn Quân Hào đã cán đích đầu tiên và tiếp đó là đội Vĩnh Ninh. Khoảng cách giữa đội thứ nhất và đội thứ hai là đội Quán Hầu và Vĩnh Ninh thì đội Lương Ninh đang trên đường về đích. Trên màn ảnh của các bạn là các chàng trai của đội Lương Ninh đang cố gắng bứt phá để về đích. Vâng, trong trang phục áo vàng, đội Lương Ninh đang tiến về đích. Đội Lương Ninh đã về đích. Rồi, đội Lương Ninh đã về đích thứ ba. Sau đội thị trấn Quán Hầu và đội Vĩnh Ninh. Đội Hải Ninh của Quảng Ninh chuẩn bị về đích. Các đội còn lại vẫn đang miệt mài để tiến về đích. Tiếp sau Hải Ninh là chúng ta thấy đội Gia Ninh chuẩn bị cán đích. Đội Gia Ninh chuẩn bị cán đích. Đội Gia Ninh đã cán đích an toàn. Cuối cùng là đội Duy Ninh. Nam B của Quảng Ninh đã hoàn thành Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với cõi Bến Hằng thấm thoát đã 5 năm. Vũng chùa Đạo Yến là nơi đại tướng ngàn thu yên giấc. Với tấm lòng kính yêu đại tướng, Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy vừa tổ chức lễ rước chân hương tại khu mộ của người về quê mẹ. Đây là tấm lòng lời tri ân đưa anh linh của đại tướng về ăn Tết độc lập và chung vui với người dân Lệ Thủy trong lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Đông đảo người dân Lệ Thủy tổ chức rước chân hương và di ảnh của đại tướng từ vùng chùa Đạo Yến, từ nhà lưu niệm đại tướng đến với nhà truyền thống. Đó là một nguyện vọng của người dân Lệ Thủy. Từ cái hoạt động mang ý nghĩa tâm linh và ý nghĩa văn hóa này, người dân Lệ Thủy lại càng tự hào hơn và càng đoàn kết hơn.
từ vũng chùa Đạo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, chân hương được rước bằng xe hoa về bến nhà lưu niệm đại tướng tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Từ đó, chân hương và di ảnh của người được rước về nhà truyền thống tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện bằng thuyền kết trên sông Kiến Giang. Mỗi nén hương thơm của người dân Lệ Thủy, Quảng Bình thể hiện tình cảm và sự kính trọng của mình dành cho đại tướng. Tôi là người dân thắp một nén nhang tỏ lòng thành kính là coi như một vị tướng tài của thế giới, của đất nước. Sinh thời, mỗi lần đại tướng về thăm quê, ông thường chọn vào dịp ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 để được đắm mình trong khung cảnh náo nhiệt của lễ hội đua thuyền truyền thống đầy tinh thần thượng võ trên dòng sông quê, để cùng chung vui với người dân xứ Lệ. Xem đua thuyền và nghe hát hò khoan, chúng ta càng nhớ và tri ân vị tướng lừng danh văn võ sông Toàn, người con ưu tú của Lệ Thủy, Quảng Bình. Quê hương tự hào về đại tướng, vì đại tướng đã làm rạng danh quê hương. Kính thưa quý vị, bên cạnh tôi lúc này là ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin ông chia sẻ một chút cảm xúc khi mà hôm nay được hòa cùng với không khí lễ hội của người dân ở đây ạ. Trước hết thì đây là lần đầu tiên tôi được tham dự cái lễ hội này. Thế nhưng mà cảm nhận của tôi thì đây là một cái lễ hội rất độc đáo. Độc đáo của nó là sự hoành tráng trong cái khâu tổ chức với một cuộc nhiều chục thuyền tham gia, cũng như là cái độ dài của đường đua mấy chục km. Thì đây là một cái lễ hội rất độc đáo. Hơn nữa, gắn với ngày độc lập ngày 2 tháng 9 thì chính quyền đã khéo léo gắn cái lễ hội này vào trong một cái lễ quan trọng và để cho người dân được thưởng thức, người dân tự nguyện tham gia. Thì đây là một cái lễ hội rất độc đáo. Hiện nay thì tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận là lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vậy thì xin ông cho biết là lễ hội này đã hội tụ đầy đủ các cái điều kiện để trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia chưa ạ? Lễ hội này tôi thấy rằng là đã đáp ứng tương đối đầy đủ đối với 4 tiêu chí của cái di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên cái phần đua thuyền nó chỉ là một phần nổi của cái lễ hội, còn chúng ta cần thiết nghiên cứu cái lớp sâu, cái lớp văn hóa, cái lớp trầm tích của cái di sản, từ đó chúng ta mới xây dựng được hồ sơ cho nó đáp ứng được cái tiêu chí, đáp ứng được, và cũng từ cái kết quả khảo sát đấy, từ kết quả nghiên cứu đấy, chúng ta mới có một những cái đề án sau này, chúng ta có phương án bảo tồn. Nói ví dụ như ngay cả cái chuyện cái công việc đóng thuyền để đua thì đây cũng đã là một cái di sản có thể đứng độc lập. Thế còn những cái giá trị văn hóa khác nữa. Vì vậy mà cái việc nghiên cứu để lập hồ sơ là một cái việc quan trọng. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị, và đứng bên cạnh tôi lúc này là ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy. Thưa ông, để lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang của chúng ta trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì địa phương cần phải có những cái nỗ lực như thế nào ạ? Vâng, lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lệ Thủy xuất phát từ lễ hội bơi cầu đảo, cầu mưa, cầu cho mưa thuận gió hòa. Nó thể hiện khát vọng của người dân Lệ Thủy trong lao động, trong chế ngự thiên nhiên của những năm của thế kỷ 17. Từ đó, người dân Lệ Thủy từ năm 1946 đã tổ chức bơi đua thuyền vào ngày Tết Độc Lập. Nó thể hiện cái khát vọng hòa bình, độc lập của người dân Lệ Thủy, khát vọng vươn lên trong xây dựng quê hương, xây dựng đất nước để trở thành di sản văn hóa phi vật thể và lễ hội cấp quốc gia. Thì chúng tôi cần phải tiếp tục quảng bá, nghiên cứu và quảng bá chiều sâu của lễ hội này. Nó có tính độc đáo và tôi tin rằng nó có tính độc nhất vô nhị ở trên cả nước này.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Vâng thưa quý vị, với sự nỗ lực của địa phương thì hy vọng rằng là người dân của huyện Lệ Thủy nói riêng và người dân tỉnh Quảng Bình nói chung sẽ sớm đón nhận được tin vui, đó là lễ hội bơi đua thuyền truyền thống của chúng ta sẽ sớm trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng tiếp tục trở lại về những diễn biến trên đường đua xây. Các đội nữ của thuyền đua Quảng Ninh đang trên đường về đích. Tham gia của đội các thuyền đua nữ năm nay thì có Duy Ninh, Lương Ninh, Hiền Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh, thị trấn Quán Hào và Gia Ninh. Trên sông Nhật Lệ, thuyền đua nữ đang trên đường về đích, gồm các đội Võ Ninh, Xuân Ninh, Lương Ninh, Hiền Ninh. Lúc này chúng tôi thấy đội Lương Ninh đang bứt lên, và ngay sau đội Lương Ninh thì chúng tôi thấy đội Vĩnh Ninh cũng đang rất là cố gắng bứt phá. Vâng. Các đội thuyền đua nữ của Quảng Ninh đang trên đường về đích. Trên màn ảnh của các bạn là 7 đội thuyền đua nữ Quảng Ninh. Trên đường về đích, đội thuyền đua nữ của Lương Ninh đang tạm dẫn đầu. Các đội đang rất là áp sát nhau. Khoảng cách giữa các đội bây giờ là khoảng cách rất sát. Các đội đang tranh chấp rất là quyết liệt. Sự phân định ngôi thứ vô cùng khó khăn. No signal. Khoảng cách giữa các thuyền đua nữ rất là sát nhau. Bây giờ là khoảng cách đầu tiên vẫn là đội Lương Ninh, thứ hai là đội Vĩnh Ninh và áp sát. Ở vị trí thứ ba là đội Duy Ninh. Thứ tư chúng tôi thấy đội thị trấn Quán Hào cũng đang bám rất sát đội Duy Ninh. Go home. Các cô gái của Quảng Ninh đang bứt phá. Đi đầu vẫn là đội Lương Ninh, thứ hai chúng tôi thấy đội Vĩnh Ninh. Vâng, trong khi các cô gái trên sông Nhật Lệ đang chuẩn bị về đích thì trên dòng Kiến Giang các chàng trai của Nam A chuẩn bị chở tiêu. Của Nam A Lệ Thủy trong sở tiêu. Xin
trên màn ảnh của các bạn là đội Nam A của Lệ Thủy chuẩn bị chạy tiêu. Đội Nam A của Phú Thủy chuẩn bị chạy tiêu. Vâng vâng, đội Nam A của Phú Thủy đang tạm dẫn đầu và chạy tiêu. Vâng. Đội Nam A của huyện Lệ Thủy, đội Nam A Phú Thủy. Phú Thủy đang hoàn thành việc chở tiêu rất là ngoạn mục. Các đội cách sau Phú Thủy khoảng cách rất xa. Các đội nằm trong top 2, các đội nằm trong top 2 rất là nhiều và đang tiến về, đang chuẩn bị chở tiêu. Đó là một nỗ lực rất lớn, tốt phục bây giờ. Đội Nam A của Lệ Thủy chuẩn bị chuyển tiêu. Đang rất quyết liệt. Đây chính là tình huống rất là gây cấn và rất là hồi hộp. Đòi hỏi cả một quá trình nghệ thuật, điêu luyện của các trai bơi. Chúng ta chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Cảnh hò reo khoát nước. Vâng, lúc này thuyền của Đại Phong chúng tôi đang thấy thuyền Đại Phong đã bước lên. Chúng ta được chứng kiến nghệ thuật cặp về chở tiêu rất là kinh điển của các đội đua. Nam A của Lệ Thủy đã lần lượt chở tiêu. Theo báo cáo của ban tổ chức, độ tuổi bình quân của các vận động viên đò bơi nam Lệ Thủy năm nay là 35 tuổi. Vận động viên trẻ nhất giải năm nay là vận động viên Nguyễn Hữu Hiệp, Nam A của đội An Xá, sinh năm 1999, năm nay anh 19 tuổi. Vận động viên lớn tuổi nhất là Hoàng Long, giải Nam B của đội Thượng Phong, sinh năm 1954, năm nay đã 64 tuổi. Đặc biệt có vận động viên Lê Văn Hiền, đò bơi Đại Phong, là người đã từng tham gia 20 giải qua các năm. Chúng ta cầu chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trong những mùa lễ hội tiếp theo. Trên màn hình của quý vị và các bạn là đội Nam B của Lệ Thủy. Quý vị và các bạn đang theo dõi cầu truyền hình trực tiếp. Và các bạn đang theo dõi tàu truyền hình trực tiếp bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và Nhật Lệ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình thực hiện. Đội thuyền nữ của Quảng Ninh đang chuẩn bị về đích. Các cô gái của Lương Ninh đang tạm dẫn đầu. Vâng, khoảng cách rất xa của đội thứ nhất và đội thứ hai. Các cô gái Lương Ninh đang vẫn dẫn đầu. Sau Lương Ninh là đội Vĩnh Ninh. Các cô gái của Vĩnh Ninh
cũng đang cố gắng bứt phá lên. Gái của Quảng Ninh chuẩn bị về đích thì ở trên dòng Kiến Giang các cô gái của Lệ Thủy cũng chuẩn bị về đích. Thưa quý vị và các bạn, các bạn hảo, chúng tôi hiện nay cũng đo đuôi cũng đã trên đường về đích và đo dần đâu đã vượt qua hỏi công ở đội Lương Ninh của Quảng Ninh vẫn dẫn đầu. Trên sông Nhật Lệ, thuyền đua nữ đang trên đường về đích. Đi đầu vẫn là đội Lương Ninh. Vâng, các cô gái của Quảng Ninh đã về đích. Thuyền của Võ Ninh đã bứt phá lên và đã cán đích đầu tiên. Thuyền thứ hai chúng tôi lại thấy đó là thuyền của Vĩnh Ninh. Thuyền đua nữ của Quảng Ninh đã về đích. Thứ nhất là đội Võ Ninh, thứ hai là đội Vĩnh Ninh và về ba là Duy Ninh. Có một điều rất là lý thú và ở Quảng Ninh, khi mà đội Lương Ninh bứt phá lên dẫn đầu một chặng đường rất dài, nhưng đến về đích thì đội Võ Ninh đã vượt lên và đã dẫn đầu. Ở trên dòng Kiến Giang là đội nữ của Lệ Thủy cũng đã chuẩn bị về đích. Đội An Xá đang dẫn đầu. Vâng, các cô gái của An Xá đã về đích đầu tiên. Các cô gái An Xá đã vẫy tay chào mừng kết quả về đích đầu tiên của giải thuyền đua nữ. Xin chúc mừng đội An Xá đã cán đích đầu tiên. Xin chúc mừng đội thuyền đua nữ An Xá đã cán đích đầu tiên. Vâng, tiếp sau An Xá là Tuy Lộc. Vâng, lúc này chúng tôi thấy đội Tuy Lộc chuẩn bị cán đích. Cô gái của Tuy Lộc chuẩn bị cán đích. Trong trang phục áo xanh, đội thuyền đua nữ của Tuy Lộc đang tiến về để cán đích ở vị trí thứ hai. Xin chúc mừng đội chúc mừng Tuy Lộc. Đội Tuy Lộc đã cán đích ở vị trí thứ hai.
Bàn, 11 là Sơn Bồ và 12 là Đông Thành. Thưa quý vị và các bạn, tàu bơi Ba Hà đã khắc phục sự cố và vượt qua cầu trong sân. Xin chúc mừng tàu bơi Ba Hà đã khắc phục sự cố và tiếp tục đường bơi của mình. Đang về đích ở vị trí thứ tư. Còn các cô gái của Phú Thọ chuẩn bị về đích. Thuyền đua Phú Thọ phải cán đích ở vị trí thứ tư. Vượt về ở vị trí thứ năm. Nó là thuyền đua. Trên màn hình trong trang phục vũ trang áo xanh, đội Phú Thọ, đội Phú Thọ đã về đích. Thật thà người lạ đều như người nhà, có một tình yêu mặn mà chân thành cùng với Huda cứ cháy mãi trong lòng những con người miền Trung, giữ cảm xúc tự hào đó cho muôn đời sau. Niềm tin thủy chung còn mãi chân thành sau chưa vẹn toàn đầm tình miền Huda bạc mới, tự hào chất lượng tuyệt hảo. Huda đầm tình miền Trung. Công ty cổ phần vận tải du lịch Hương Long chuyên cho thuê xe giường nằm cao cấp Hà Nội Quảng Bình và ngược lại, tham quan du lịch lễ hội cưới hỏi, nhân vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế. Với mục tiêu khách hàng là tất cả, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng để phát triển dịch vụ ngày càng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn. Đó chính là tiêu chí để Hương Long trở thành thương hiệu vận tải hành khách hàng đầu, là bàn đường tin cẩn của du khách. Hương Long, chất lượng là danh dự. Là doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực và đặc biệt là đối với các hoạt động thể dục thể thao, những năm qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Tấn Phát Sport luôn đồng hành và cổ vũ cho hoạt động thể dục thể thao phong trào và thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phát triển. Tấn Phát Sport hân hạnh đồng hành cùng cầu truyền hình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy và trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Tấn Phát Sport, địa chỉ 212 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Được lấy từ nguồn nước khoáng băng với độ sôi trên 105 độ C. Được sản xuất trên hệ thống dây chuyền tiên tiến hiện đại của Italia. Các sản phẩm nước khoáng băng do công ty cổ phần nước khoáng băng sản xuất đã được các nhà nghiên cứu trường Đại học Y Dược Hà Nội chứng minh đây là loại nước có tác dụng bù đắp lượng khoáng cho một ngày dài vận động, thanh lọc, giải nhiệt cho cơ thể. Với những lợi thế đó, nước khoáng băng đã và đang được thị trường đón nhận. Chúng tôi cam kết sẽ luôn sản xuất những sản phẩm tốt nhất phục vụ thị trường. Nước khoáng băng, cuộc sống không thể thiếu. Vâng, đây là các đội Nam A Quảng Ninh. Sáu thuyền đua Nam của Quảng Ninh đang ở vạch xuất phát, gồm có Hiền Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh và Trường Xuân. Trong khi ở trên dòng Kiến Giang thì các đội thuyền đua nữ đã cán đích và hoàn thành cuộc hành trình đua của mình, thì ở trên dòng Nhật Lệ, đội Nam A của Quảng Ninh chuẩn bị xuất phát.
trên màn hình quý vị đang theo dõi là đội hình thuyền đua Nam A của huyện Quảng Ninh đang chuẩn bị xuất phát. Đội hình Nam A Quảng Ninh gồm 6 đội: Hiền Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh và Trường Xuân. Lúc này đội Nam A của Quảng Ninh đang chuẩn bị xuất phát, gồm có Hiền Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh và Trường Xuân. Vâng, pháo lệnh đã vang lên. Như vậy là 6 đội thuyền đua Nam hạng A của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh đã chính thức xuất phát. Lộ trình và cự ly mà các đội thuyền Nam A đi qua là thôn Phú Bình, Lương Yến và Văn La của xã Lương Ninh và thị trấn Quán Hầu. Đội thuyền Nam A của Quảng Ninh: Hiền Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh và Hàm Ninh, Trường Xuân. Dòng sông Nhật Lệ trong xanh, các đội thuyền đua đang bứt phá để vươn lên. Các đội đang vượt qua cầu Quán Hào cũ. Chúng ta có thể hình dung ra là các đội thuyền đua Nam A của huyện Quảng Ninh đang bứt tốp và hiện nay đang chia thành hai tốp. Mỗi tốp gồm có 3 đội. Tin của tổ trọng tài thì khi Nam A của Quảng Ninh xuất phát thì trên dòng Kiến Giang, Nam A của Lệ Thủy, Phú Thủy đang tạm dẫn đầu và Mỹ Thủy đã bứt lên thứ hai. Sau khi xuất phát, các đội đang nỗ lực cố gắng để vượt lên trên đường đua xanh và bắt đầu phân tốp. Chúng tôi thấy là có sự phân tốp đang chia thành hai tốp. Điều này vừa thể hiện đẳng cấp, vừa là chiến thuật lợi thế trong các môn thể thao nói chung và đua thuyền nói riêng. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là bước khởi đầu, bởi đường đua còn rất là dài và phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo. Chúng tôi thấy tốp đầu đang tạm dẫn là Hiền Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh và tốp thứ hai là Võ Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh, Trường Xuân. Các đội Nam A của Quảng Ninh đã chia làm hai tốp. Tốp thứ nhất, Hiền Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh. Và tốp thứ hai là Tân Ninh, Hàm Ninh và Trường Xuân. Vâng, việc phân tốp rất rõ ràng. Việc phân tốp rất là rõ ràng. Lúc này phân tốp thì chúng tôi thấy đã có sự khác biệt, là tốp đầu là Hiền Ninh, Trường Xuân và Võ Ninh. Tốp thứ hai là Hàm Ninh,
Tân Ninh và Xuân Ninh. Trên màn ảnh của các bạn là đội Nam A của Lệ Thủy. Lúc này Phú Thủy đang dẫn đầu. Quảng Ninh vẫn là các đội Hiền Ninh, Võ Ninh và Xuân Ninh. Cầu truyền hình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn Viu Huda là nhà tài trợ chính của chương trình. Công ty cổ phần vận tải Hương Long, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Phát Phát, công ty cổ phần nước Quang Bang là nhà tài trợ của chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các đài truyền hình toàn quốc đã hòa sóng chương trình của đài chúng tôi. Đội hình 5B của Lệ Thủy đang chuẩn bị trở tiêu. Hai đội tốt đầu đang áp sát nhau.
đang rất quyết liệt. Vâng, có thành công hay không? Xin chúc mừng cả hai đội đã hoàn thành chở tiêu. Xin chúc mừng hai đội đầu tiên của Nam B Lệ Thủy đã hoàn thành chở tiêu. Tốp thứ hai cũng đã hoàn thành việc chở tiêu. Ta chứng kiến hàng ngàn người dân ngay tại khu vực chở tiêu đang reo hò cổ vũ cho các đội thuyền đua. Đội Nam B của Lệ Thủy chở tiêu thì đội Nam A của Quảng Ninh cũng chuẩn bị chở tiêu. Vâng, trên sông Nhật Lệ thì các đội Nam A của Quảng Ninh cũng chuẩn bị chở tiêu. Các đội kèm nhau rất là sát. Trên màn ảnh của các bạn là đội Hiền Ninh, Xuân Ninh và Quảng Ninh đang chở tiêu. Của Hiền Ninh đã hoàn thành việc chở tiêu. Lần lượt đằng sau Hiền Ninh là các đội Xuân Ninh, Võ Ninh cũng đã hoàn thành chở tiêu. Xin chúc mừng các chàng trai Nam A của Quảng Ninh đã chở tiêu an toàn. Thưa quý vị, không khí ở hai bên bờ sông Nhật Lệ hiện tại đang vô cùng náo nhiệt. Và chỉ phút nữa thôi, chúng ta sẽ biết ai sẽ là đội đua giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đứng ngay bên cạnh tôi lúc này là ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh. Thưa ông, xin ông cho biết là những nét đặc sắc riêng có của lễ hội đua. Năm của huyện, mà hơn thế nữa, lễ hội làm hoạt động tâm linh mang nghĩa sâu sắc. Ở trong chương trình chúng tôi có phần rất quan trọng là rước nước phiêng dưỡng tiên trên núi Thần Linh về làm lễ và hòa vào dòng Nhật Lệ được khi khai hội. Dạ vâng ạ, với những cái nét đặc sắc đó thì tin rằng là chiến lược như thế nào để có thể phát huy tốt nhất tiềm năng của lễ hội văn hóa này ạ? Vốn dĩ lễ hội đua thuyền của Quảng Ninh làm sản phẩm du lịch độc đáo và đặc sắc. Thông qua lễ hội đã thu hút đông đảo bè bạn và du khách thập phương đến với huyện Quảng Ninh để chúng tôi giới thiệu tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của huyện nhà. Thời gian tới thì huyện sẽ chỉ đạo để tiếp tục nâng cao tầm vóc lễ hội để thu hút đông đảo du khách đến với huyện. Thứ hai là huyện xúc tiến các tour du lịch sông nước gắn lễ hội, đưa du khách đi theo dọc dòng Nhật Lệ
Long Đài đến với các làng nghề, bản làng Vân Kiều cũng như các di tích chiến thắng nổi tiếng của huyện để thu hút đông đảo du khách, phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương. Dạ vâng ạ, và tin rằng với những nỗ lực đó thì trong thời gian tới ngành du lịch của huyện Quảng Ninh sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Và bây giờ xin trở lại đường đua với biên tập viên Hữu Nghị và Kỳ Anh ạ. Lúc này trên dòng Kiến Giang chúng tôi thấy rất nóng. Các thuyền Nam A của Lệ Thủy đang dẫn đầu vẫn là Phú Thủy. Và kèm sát nhau đó là Mỹ Thủy và Đại Phong. Vâng. Dẫn đầu vẫn là đội Phú Thủy, tiếp đó là đội Đại Phong và Mỹ Thủy. Và sát đội Mỹ Thủy là đội Lộc Thượng đang có khả năng bứt phá vươn lên. Này chúng tôi thấy các đội Nam A của Lệ Thủy đang bám rất sát nhau. Ta đang chứng kiến đội hình hai đội đang áp sát nhau và đang quyết để bứt phá vươn lên. Ngoài ở trung tâm Kiến Giang, người đông như thủy hội thì dọc hai bên bờ sông của Tràng Tiền Vua, các làng quê của Lệ Thủy, từ sáng sớm hàng ngàn người dân đã náo nức tập trung dọc bờ sông để cổ vũ cho các đội đua, đặc biệt là các đội đua của địa phương mình. Trên sông Nhật Lệ, đội hình của đội Hiền Linh đang dẫn đầu, tiếp đó là đội của Tân Ninh. Sáu đội hạng A của Quảng Ninh là Hiền Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh, Hàm Ninh và Trường Xuân. Lúc này chúng tôi thấy đội Hiền Ninh vẫn đang tạm dẫn đầu và tiếp sau Hiền Ninh vẫn là Tân Ninh. Hey.
là giá trị lịch sử văn hóa vùng đất của quê hương. Lễ hội đua thuyền là loại hình sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đất chỗ này. Chúng tôi thấy là đội hình, trong đội hình các đội đang áp sát nhau. Chúng ta được chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội. Và đi đầu hiện nay vẫn là đội Hiền Ninh và đội Tân Ninh. Trong lúc Nam A của Quảng Ninh đang quyết liệt từng gang tấc thì Nam A của Lệ Thủy chuẩn bị chở tiêu. Nam A của Lệ Thủy chuẩn bị chở tiêu. Nam A Lệ Thủy đã chở tiêu. Chúng tôi thấy là trên sông Nhật Lệ thì đội Nam A của Quảng Ninh đã chia làm 3 tốp. Trên sông Nhật Lệ, các thuyền đua Nam A của Quảng Ninh đang cạnh tranh nhau rất là quyết liệt. Và chúng tôi thấy dẫn đầu của tốp đầu vẫn là hai đội Hiền Ninh và Tân Ninh. Các đội Nam A của Quảng Ninh đang tranh tài quyết liệt. Chúng tôi thấy đội Hiền Ninh và đội Tân Ninh vẫn bám sát nhau. Trên màn hình là đội thuyền đua Tân Ninh trong trang phục mũ trắng, áo trắng. Đội Tân Ninh đang bứt phá vươn lên.
Các chàng trai của Quảng Ninh đang chuẩn bị triển tiêu. Đội 5A của Quảng Ninh đang chuẩn bị triển tiêu. Đội thuyền đua B của Lệ Thủy. Hiện nay, đội hình đội thuyền đua B của Lệ Thủy dẫn đầu vẫn là đội Xuân Hồi, đội Xuân Giang. Chúng tôi thấy đội Xuân Thủy đang cắt tốt và đi thứ tư. Đội 5B của Lệ Thủy. Thấy đội Nam A của Lệ Thủy đang chuẩn bị chờ tiêu, và trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội của Phú Thủy. Đội Phú Thủy của Nam A chuẩn bị chờ tiêu. Nam A của Lệ Thủy chờ tiêu rất là đẹp mắt và nhẹ nhàng. Nam A Phú Thủy đã hoàn thành chờ tiêu. Vâng, trên dòng Nhật Lệ thì Nam A của Quảng Ninh cũng đã chở tiêu và đội Tân Ninh đã hoàn thành chở tiêu. Nam A của Quảng Ninh về đang chở tiêu là đội Võ Ninh và đội Hiền Ninh. Tiếp sau Tân Ninh là Võ Ninh và Hiền Ninh đã chuẩn bị chở tiêu. Trên dòng Nhật Lệ Quảng Ninh đã hoàn thành chở tiêu, thì trên dòng Kiến Giang các Nam A của Lệ Thủy cũng đang chở tiêu. Như chúng tôi đã cập nhật vừa rồi thì đội Phú Thủy của Nam A đã hoàn thành chở tiêu, và tiếp sau top thứ 2 và thứ 3 thì các đội cũng đã lần lượt chở tiêu. Vâng, các đội Nam A của Lệ Thủy đã hoàn thành được chở tiêu. Thank you.
đội hình của đội Phú Thọ vừa hoàn thành việc chở tiêu. Ta được chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả Lệ Thủy ngay khu vực chở tiêu. Các chàng trai của đội Lộc An bị chở tiêu. Vâng, đội Lộc An đã hoàn thành chở tiêu. Xin chúc mừng đội Lộc An. Vâng, lúc này trên sông Nhật Lệ, các đội Nam A của Quảng Ninh chuẩn bị chở tiêu. Trên sông Nhật Lệ, đội hình bây giờ dẫn đầu vẫn là đội Tân Ninh, tiếp đó là đội Trường Xuân và thứ ba là đội Hiền Ninh. Chúng tôi thấy là đã có sự thay đổi trên dòng Nhật Lệ của các đội Nam A Quảng Ninh. Trên sông Nhật Lệ đã có sự thay đổi, tạm dẫn đầu vẫn là đội Tân Ninh, thứ hai là đội Trường Xuân và thứ ba là đội Hiền Ninh. Tiếp đó là đội Võ Ninh và đội Xuân Ninh. Trên sông Nhật Lệ thì đội Tân Ninh vẫn đang dẫn đầu. Có cái gì đó nữa, mẹ đó đấy thì là do nữa. Vâng, lúc này hạng B của Lệ Thủy chuẩn bị về đích. Chúng tôi thấy là hai đội Xuân Giang và Xuân Hồi đang kèm rất là sát nhau để chuẩn bị về đích. Các đội Nam hạng B của Lệ Thủy bị về đích.
Các đội nam V của Lệ Thủy chuẩn bị về đích. Và lúc này hai thuyền Xuân Giang và Xuân Hồi bám sát nhau để chuẩn bị về đích. Vâng, đội hình nam V đang trên đường về đích và cặp sát nhau là hai đội Xuân Giang và Xuân Hồi. Vâng, hai đội Xuân Giang và Xuân Hồi đã về đích. Hai đội Xuân Giang và Xuân Hồi, vâng, rất là khó phân biệt ngôi thứ vì cả hai đội áp sát nhau và chúng tôi có cảm giác như là cùng một thời điểm. Việc phân định ngôi thứ quả là rất khó. Tiếp sau hai đội Xuân Giang và Xuân Hồi thì đội Xuân Lai. Sau đội Xuân Giang và Xuân Hồi, đội Xuân Lai đang tiến về đích. Vâng, đội Xuân Lai đã cán đích. Các đội nam B của Lệ Thủy lần lượt về đích. Các đội nam B của Lệ Thủy chuẩn bị cán đích. Trên sóng Nhật Lệ thì chúng tôi thấy đội nam A của Quảng Ninh. Lúc này thì đội Tân Ninh vẫn đang tạm dẫn đầu. Trong khi các đội nam B của Lệ Thủy cán đích thì nam A của Quảng Ninh sẽ trở tiêu lần thứ hai. Và bây giờ chúng tôi thấy thì đội Tân Ninh vẫn cũng đang tạm dẫn đầu. Trên màn hình,
là màn trở tiêu của đội Tân Ninh. Đội đang dẫn đầu trong top đua của bảng A của Quảng Ninh. Xin chúc mừng đội Tân Ninh đã hoàn thành việc trở tiêu. Đội Tân Ninh đã trở tiêu an toàn và đang tiếp tục vươn lên. Này trên dòng Nhật Lệ chúng tôi thấy các đội Nam A của Quảng Ninh đang rất là quyết liệt. Từng thuyền đua đang áp sát nhau. Chúng ta được chứng kiến sự tranh đua rất là quyết liệt giữa các đội. Màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội hình Nam A của huyện Lệ Thủy. Dẫn đầu là đội Phú Thủy, tiếp đó là Đại Phong và Lộc Thủy. Tuy nhiên khoảng cách giữa các đội là rất sát nhau. Chúng ta thấy khoảng cách giữa ba đội Phú Thủy, Đại Phong và Lộc Thường đang áp sát nhau và khoảng cách giữa các đội rất là sát nhau.
Mọi người ở đây thật thà, người lạ đều như người nhà. Có một tình yêu mạnh mà, chân thành cùng với Huda. Cứ cháy mãi trong lòng những con người miền Trung, giữ cảm xúc tự hào đó cho muôn đời sau. Niềm tin thủy chung còn mãi, chân thành sau chưa bén toàn. Cảm tình miền Huda bạc mới, tự hào chất lượng tuyệt hảo. Huda đầm tình miền Trung. Công ty cổ phần vận tải du lịch Hương Long chuyên cho thuê xe giường nằm cao cấp Hà Nội Quảng Bình và ngược lại, tham quan du lịch lễ hội cưới hỏi, nhân vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế. Với mục tiêu khách hàng là tất cả, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng để phát triển dịch vụ ngày càng hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn. Đó chính là tiêu chí để Hương Long trở thành thương hiệu vận tải hành khách hàng đầu, là bàn đường tinh cẩn của du khách. Hương Long, chất lượng là danh dự. Là doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực mà đặc biệt là đối với các hoạt động thể dục thể thao, những năm qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Tân Phát Sport luôn đồng hành và cổ vũ cho hoạt động thể dục thể thao phong trào và thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phát triển. Tân Phát Sport hân hạnh đồng hành cùng cầu truyền hình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy và trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Tân Phát Sport, địa chỉ 212 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Được lấy từ nguồn nước Hoàng Bang với độ sôi trên 105 độ C. Được sản xuất trên hệ thống dây chuyền tiên tiến hiện đại của Italia. Các sản phẩm nước Hoàng Bang do công ty cổ phần nước Hoàng Bang sản xuất đã được các nhà nghiên cứu Trường Đại học Y Dược Hà Nội chứng minh. Đây là loại nước có tác dụng bù đắp lượng khoáng cho một ngày dài vận động, thanh lọc, giải nhiệt cho cơ thể. Với những lợi thế đó, nước Hoàng Bang đã và đang được thị trường đón nhận. Chúng tôi cam kết sẽ luôn sản xuất những sản phẩm tốt nhất phục vụ thị trường. Nước Hoàng Bang, cuộc sống không thể thiếu. Mời quý vị trở lại với đường đua trên sông Nhật Lệ. Dẫn đầu vẫn là đội Tân Ninh. Lúc này đội 5A của Quảng Ninh đã đến vị trí của nổi. Đánh tốt, dẫn đầu. Và chúng tôi thấy cũng là đội Tân Ninh. Trở lại với sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Trên vùng cát trắng ven biển xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy đang hiện hữu một quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp mang tên FLC Quảng Bình.
Khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành trung tâm kết nối nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh, góp phần đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch của cả nước và khu vực. Với diện tích gần 2.000 hecta, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng, FLC Quảng Bình Resort bao gồm hệ thống khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, khu vui chơi. Đặc biệt, hệ thống sân golf được nhà thiết kế Brian Cooley tái hiện tại Việt Nam. FLC Quảng Bình Golf Link hứa hẹn là một trong những sân golf có quy mô và đầu tư thách thỏ tại Việt Nam và khu vực, biến miền Trung trở thành điểm đến hấp dẫn cho những giải đấu chuyên nghiệp và tầm cỡ quốc tế. Đây hiện là một trong những dự án lớn của tập đoàn FLC, đồng thời là dự án lớn nhất của Quảng Bình về hạ tầng du lịch. Với thiết kế sang trọng, độc đáo, FLC Quảng Bình Resort sẽ là một thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng đặc biệt mang tầm quốc tế của tỉnh Quảng Bình. Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 2.500 tỷ đồng một năm, thu hút và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương. Tọa lạc trên một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều lễ hội độc đáo, trong đó có lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang và Nhật Lệ. FLC Quảng Bình Resort sẽ là địa chỉ khám phá, nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách. Đây cũng là nơi phù hợp để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao trong nước và quốc tế. Cùng với Phong Nha Kẻ Bàng, Sơn Đòn và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác, với sự hiện diện của FLC, thương hiệu du lịch Quảng Bình tiếp tục giữ vững vị trí quan trọng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Trở lại sông Nhật Lệ thì đội 5A của Quảng Ninh đang chuẩn bị về đích. Của Quảng Ninh chuẩn bị về đích. Trên màn ảnh của các bạn là đội Phú Thủy chuẩn bị cán đích. Vâng, đội Phú Thủy chuẩn bị cán đích. Xin chúc mừng đội Phú Thủy đã cán đích đầu tiên. Đội Phú Thủy, xin chúc mừng đội Phú Thủy đã cán đích đầu tiên. Trong khi Nam A của Lệ Thủy cán đích thì đội Nam A của Quảng Ninh cũng đang trên đường về đích. Lúc này chúng tôi thấy thì đội Tân Ninh của Nam A Quảng Ninh vẫn bứt lên và dẫn đầu. Tiếp sau đó là đội Trường Xuân. Lúc này chúng tôi thấy trên dòng Nhật Lệ và Kiến Giang rất là nóng và đang sôi động. Chúng ta đang đón cả hai đội Nam A của Quảng Ninh và Lệ Thủy về đích. Hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là đội hình của đội Tân Ninh đang trên đường về đích. Vâng, chúng ta đón đội Nam A của Lệ Thủy về đích. Nam A của Lệ Thủy đã về đích. Đò bơi của Nam A đã về đích. Đó,
đò bơi của Nam A đã lần lượt về đích. Vâng, lúc này trên dòng Nhật Lệ thì chúng tôi thấy đội Nam A của Quảng Ninh cũng đang chuẩn bị về đích. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội của Tân Ninh. Vâng, đội Tân Ninh đã bỏ cách xa các đội bạn. Chúng ta được chứng kiến sự bứt phá và hết sức hối hả để tranh chấp về đích. Vâng, vâng, đội Tân Ninh đã cán đích đầu tiên. Vâng, xin chúc mừng vâng, đội Tân Ninh. Đội Tân Ninh đã cán đích. Chúng ta hãy theo dõi xem đằng sau Tân Ninh. Vâng, hai đội Trường Xuân và Võ Ninh. Vâng, đội Trường Xuân. Lúc này là trên dòng Kiến Giang là các đội Nam A của Lệ Thủy cũng đã lần lượt về đích. Như vậy là đội Tân Ninh về đầu, tiếp hai là đội Trường Xuân, thứ ba là đội Hàm Ninh và thứ tư là đội Võ Ninh. Vâng, các đội Nam A của Quảng Ninh lần lượt về đích. Vâng, đội Nam A của Quảng Ninh đã về đích. Chúng ta vừa được chứng kiến màn bứt phá hết sức ngoạn mục của các đội Nam A Quảng Ninh để về đích. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Xuân Ninh vừa cán đích. Chúng ta đã đón đội cuối cùng của Nam A Quảng Ninh về đích, đó là đội Hiền Ninh. Xin chúc mừng đội Nam A của Quảng Ninh đã hoàn thành chặng đua của mình. Vâng, thưa quý vị, thứ tự về đích của các đò bơi và thuyền đua như sau. Trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh, đò bơi Nam hạng A về đầu tiên là đội Tân Ninh, thứ hai là đội Trường Xuân và thứ ba là đội Hàm Ninh. Về đò bơi Nam hạng B, thứ nhất là thị trấn Quán Hào, thứ nhì là đội Vĩnh Ninh và thứ ba là đội Lương Ninh. Về thuyền đua nữ, về vị trí đầu tiên là đội Võ Ninh, thứ hai là Vĩnh Ninh và thứ ba là đội Duy Ninh. Trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, về đò bơi Nam hạng A, về thứ nhất là đội Phú Thủy, thứ nhì là đội Đài Phong và thứ ba là đội Lộc Thượng. Đò bơi Nam hạng B cùng cán đích đầu tiên là đội Xuân Giang và đội Xuân Hồi, thứ nhì là đội Xuân Lai và thứ ba là đội Sơn Thủy. Về thuyền đua nữ, cán đích đầu tiên là đội An Xá, thứ hai là đội Tuy Lộc và thứ ba là đội Lộc Thượng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã tìm ra những đội đò bơi, thuyền đua xuất sắc nhất của cuộc thi năm nay. Một lần nữa xin cảm ơn Behuda là đơn vị tài trợ chính cho chương trình. Xin cảm ơn các đơn vị đồng tài trợ là Công ty Cổ phần Vận tải Hưng Long, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Tân Phát Sport, Công ty Cổ phần Nước Hoàng Bang. Cảm ơn Đài Phát thanh
Xin cảm ơn các đài phát thanh truyền hình trong cả nước đã hòa sóng trực tiếp chương trình của lễ hội. Chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy và sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, mùng 2 tháng 9 năm 2018 đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề dựng lên làm cuộc cách mạng thành tựu.